chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, coi cái nồi ốc hấp xả nè, thơm quá cả nhà ơi. Giờ là chín xong là chấm nước mắm gừng là ngon lắm. Cái này ngâm một đêm từ ngày hôm qua rồi đó cả nhà. Rồi lấy bằng chải rồi chà sạch sẽ rồi luôn á. Rồi xả nước thường xuyên luôn. Giờ mình chỉ hấp thôi, mình hấp nó sạch hơn là mình luộc. Mình luộc nhiều lúc cái nước của nó chảy ra đó, nó không có ngon, mình hấp nó ngon hơn. Ăn ngon quá. Thôi được rồi con, cái đó ăn được rồi, còn cái kia bỏ đi. Hân ăn ốc này bao giờ chưa? Chưa hả? Trời ơi, qua Mỹ được ăn ốc này hả Hân? Ngon quá. Trời ơi, ốc này cũng nhìn ngon ghê chứ. Có lá chanh nè, có lá chanh nè. Rất là ngon. Biết cái chỗ này bắt rồi đó nha. Chắc phải đi bắt hàng tuần quá. Ở gần đây mà gần 10 năm rồi đó, mà kế bên nửa tiếng đồng hồ mà bây giờ mới biết chỗ cả nhà. Is there a baby? Nhờ cô Vi mà biết cái dĩa ốc này nha cả nhà. Nhờ cô Vi mà được rảnh rỗi mà đi bắt ốc vậy đó. Con ăn nước mắm không? Ốc này ngon không? Được. Có cái ốc con nó nhìn không? Ốc con ăn được không sao? Hai cả nhà. Cả nhà ơi, ốc này ngày hôm qua em đi bắt nè. Bây giờ là xong xuôi nè, luộc nè, giờ đang luộc nè. Để chấm nước mắm gừng nè. Thơm mùi xả với lượt lá chanh với lại mùi gừng lắm cả nhà. Trời ơi ngon gì đâu luôn á. Giờ lấy ra đây để ăn thử xem như thế nào nha. Để mình thử con này đi. Ồ ngon quá. Ở bên Mỹ mà cũng có ốc này nữa đó cả nhà. Nó nóng. Nóng nóng ngon quá. Wow, trời ơi cả nhà ơi, ngon quá. Thì mình ngắt cái đuôi ra đi. Mang cái đuôi ra. Nóng quá, nóng quá. Đây đây, chấm miếng mắm gừng nha. Ngon cả nhà ơi. Nước mắm gừng nè, cay chua ngọt nữa. Trời hấp dẫn như sợ luôn á. Ăn thêm con nè, còn cái con này là giống như con gì, con chim chép hả? Chim chép kiểu như chim chép Việt Nam á. Này là thiên nhiên luôn á, tự bắt luôn á. Thôi ba cả nhà nha, để em ăn cái dĩa ốc này đã, và hẹn cả nhà video sau nha. Cả nhà đừng có quên bấm like và chia sẻ cho em nha. Rồi em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye, chào tạm biệt.